Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát là một câu chú đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó rất lớn. Khi niệm, chúng ta mở cửa trái tim mình đón nhận lòng từ bi và tình yêu vô điều kiện. Bồ Tát Quan Thế Âm, với đôi mắt luôn đầy lòng thương yêu và bàn tay sẵn sàng giúp đỡ, luôn bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta niệm, chúng ta không chỉ dành lời cầu nguyện cho bản thân mình, mà còn dành cho tất cả mọi người và tất cả các loài sống trên trái đất này. Nếu bạn cảm thấy tò mò về niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, hãy dừng lại một chút và thử niệm nó. Đơn giản như việc thở, bạn có thể bắt đầu. Hãy tập trung vào ý nghĩa của câu chú và mở lòng ra. Nếu bạn đã có trải nghiệm với niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn dưới đây. Chúng ta có thể lan tỏa tình yêu và lòng từ bi, và chia sẻ niềm tin và hy vọng với những người khác. Chúng ta cùng nhau có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu bạn muốn hiểu hơn về câu niệm này thì hãy xuống phần bình luận. Cảm ơn mọi người đã xem video, hãy like, share và comment và theo dõi trang của mình để xem những video